Xin chào tất cả các bà con chăn nuôi trên mọi miền Tổ quốc. Tất cả những bà con đã từng xem kênh của em Thúy hòa chung với tất cả các không khí trên toàn quốc. Đó là cuối năm thì thường sẽ tri ân bà con. Nhưng mà vấn đề gặp phải đó là em Thúy làm online, thế nên là chúng ta sẽ không thể gặp nhau offline được. Cũng không thể gặp nhau trong một bữa tiệc thân mật được. Và cũng không thể nào mà em Thúy đi đến từng nhà, từng hộ chăn nuôi của bà con trên mọi miền Tổ quốc được. Thế nên là hôm nay em Thúy làm video này để gửi gắm toàn bộ tâm tư, tình cảm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bà con đã từng ủng hộ em Thúy. Và hôm nay em Thúy đứng ở đây là toàn bộ quà dành cho bà con. Bà con có thể nhìn ở đây thì thấy là món quà rất là nhỏ bé đúng không ạ? Nhưng mà nó chứa đựng toàn bộ là tấm lòng của em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bà con đã ủng hộ em. Thì em sẽ gửi tặng tới tất cả các bà con một chiếc ly. Chiếc ly này có thể uống nước, uống cà phê, uống sinh tố, uống bất cứ một thứ gì. Thì ở đây em có thì gắn logo và kèm theo tên cũng như là lời chúc đến bà con. Em Thúy rất là xúc động và không biết nói gì hơn. Nó là cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ em. Thì thực ra là món quà này nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó thể hiện tấm lòng, thể hiện sự biết ơn, sự kính trọng đến tất cả bà con, anh chị em, cô chú đã ủng hộ em Thúy. Thì món quà này em sẽ gửi qua đường bưu điện đến từng khách hàng một. Thì cũng rất mong bà con thông cảm là với những khách hàng mà mua hàng với số lượng quá ít thì cũng có thể là sẽ không được nhận quà. Nhưng mà em cũng rất mong là sang năm, đấy, tức là một năm nữa thì bà con với số lượng mua hàng ủng hộ thì nó sẽ đạt cái mức chỉ tiêu tặng quà. Bởi vì là thực ra là quà thì nhỏ thôi, nhưng mà phải nói thật là vẫn phải mất tiền thì mới mua được quà để tặng bà con. Thế nên là nếu như hiện tại trên danh sách khách hàng của em Thúy là sẽ có tầm khoảng 8.000 đến 9.000 khách đến thời điểm hiện tại. Và chưa nói đến là tiếp theo từ giờ đến Tết âm lịch sẽ là thêm bao nhiêu khách nữa thì em chưa biết. Thế nhưng mà đến hiện tại em Thúy chốt là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 8.000 khách hàng đã từng mua thuốc của em Thúy. Kể cả khách mua một lần, kể cả khách mua rất là nhiều lần. Nhưng mà mình chỉ tổng hợp số lượng, đó là cứ mỗi một khách là ứng với một số điện thoại đặt hàng. Thì là em sẽ tính đấy là một khách hàng. Đấy, mà thường thì một khách sẽ mua lại rất là nhiều lần, hoặc là một khách sẽ mua một lần. Thế nhưng mà em Thúy trên phần mềm đã lưu được tất cả các thông tin từ lúc mà em bắt đầu thành lập kênh cũng như là bắt đầu bước vào cái giai đoạn là bán hàng online. Thì đến nay thì em Thúy có thể theo dõi được, ví dụ như là em check một số điện thoại là ABCXYZ vào trong phần mềm của bên em thì nó sẽ hiện lên là tất cả các đơn hàng từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu đến bây giờ là tổng tất cả bao nhiêu đơn hàng. Thì em sẽ cộng giá trị đơn hàng lại. Và nếu như giá trị đơn hàng nó rơi ở mức nào thì em sẽ tặng quà với giá trị tương đương ở mức đó. Thì cái giá trị có thể em sẽ nói qua. Đó là nếu mà trường hợp mà tổng tất cả các giá trị đơn hàng nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu thì là bà con sẽ được nhận là một ly cốc sứ như thế này. Còn nếu như mà tổng tất cả các giá trị đơn hàng nó rơi vào tầm khoảng 10 triệu thì em sẽ tặng mỗi một khách hàng là một chiếc mũ bảo hiểm. Đây. Em còn quên chưa kịp bóc bởi vì hàng vừa về xong, nóng hổi, đăng video lên luôn. Bởi vì là thực ra là đây là món quà thì em biết là nó sẽ rất là nhỏ thôi, nhưng mà em mong bà con hiểu rằng đấy là tâm tư, là tình cảm, là lời cảm ơn sâu sắc của em đến tất cả các bà con. Nên là rất mong là bà con sẽ nhận và sử dụng với một cái tâm trạng là vui nhất. Tất cả các thùng hàng đây, hiện tại bây giờ em Thúy đang chuẩn bị là có 3 các suất quà. Thứ nhất là ly sứ, thứ hai đó là mũ bảo hiểm. Đó. Em Thúy mong rằng là bà con sẽ có một năm chăn nuôi ấm no thì sẽ thể hiện là chiếc cốc này. Và bà con sẽ thể hiện tình cảm của em Thúy dành cho bà con đó là thông qua chiếc mũ bảo hiểm này. Mong bà con luôn luôn an toàn, luôn luôn mạnh khỏe và gặp thật nhiều may mắn trên con đường mà bà con đã đi bằng chiếc mũ này. Chiếc mũ này là chiếc mũ bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tính mạng, bảo vệ rất nhiều thứ cho bà con. Thế nên là em gửi gắm tâm tư vào đây, vào chiếc mũ này. Đó. Và nếu mà trường hợp mà vô tình bà con quên không biết gọi điện cho em Thúy bằng cách nào thì đã có số điện thoại ở trên này. Đó. Em Thúy in logo và số điện thoại ở trên này. Đấy là tấm lòng thứ hai. Và tiếp theo nữa nó là một bộ ấm trà. Rất là mong bà con có thể
đoàn kết sum vầy với nhau thông qua những bữa tiệc trà mà mọi người, em thấy là tất cả các hệ thống trang trại vào này không cần biết là tình cảm đến đâu, nhưng đầu tiên nó là phải pha ấm trà để mời nhau trước đã. Thế nên là em Thúy đã đặt làm ấm trà để tặng khách hàng. Đó. Ngày xưa thì người ta gọi là miếng trầu là đầu câu chuyện, còn bây giờ là chén trà sẽ là đầu câu chuyện. Đấy, thế là đi vào trang trại nào thì cái việc là uống trà đó là việc đầu tiên. Trước khi nói một câu chuyện gì, trước khi đàm phán ra một vấn đề gì thì sẽ thể hiện đầu tiên đó là ở chén trà. Đấy. Năm ngoái thì em Thúy tặng trà bà con rồi, nhưng mà năm nay thì em Thúy sẽ tặng ấm trà, bởi vì là do là bà con rất là thông cảm về ngân sách có hạn. Thế nên là tình cảm của em Thúy cũng chỉ biết là gửi gắm vào những món quà rất là nhỏ như thế này thôi, không có gì hơn. Thì như em Thúy vừa nói lúc nãy, thì bây giờ em Thúy xin tổng kết lại. Đó là nếu vừa với mức mua tổng số đơn hàng của quý khách và tổng doanh số của quý khách trong một năm mà đạt ở mức 3 triệu thì sẽ được tặng một chiếc cốc như này. Và nếu như mức doanh số là đạt ở mức là 10 triệu thì sẽ được tặng một chiếc mũ bảo hiểm như thế này. Và nếu mà doanh số ở mức là 30 triệu thì sẽ được tặng một mũ và một cốc. Và nếu như cái mức này mà lại vượt lên đến mức 90 triệu thì sẽ được tặng là một bộ ấm chén như thế này. Đấy, thì bộ ấm chén là sẽ được đóng gọn gàng trong một chiếc hộp như thế này và em sẽ gửi bưu điện về tận nhà cho quý khách. Đó. Đây là một bộ ấm chén như thế này thì em sẽ gửi về tận nhà cho quý khách qua đường bưu điện, bởi vì là bà con rất là thông cảm, bởi vì em không thể đi từng nhà được. Thế nên là nếu mà trường hợp tiện chuyến giao hàng nào thì em sẽ tặng trực tiếp, còn nếu mà trường hợp mà em không tiện chuyến giao hàng thì em sẽ gửi qua đường bưu điện. Thì rất mong là bà con nhận tấm lòng này của em và rất là thông cảm cho em, bởi vì em không đi đến tận nơi được. Thế còn nếu mà mức tổng kết mà lên đến 150 triệu thì sẽ được tặng một bộ ấm chén và một cốc như thế này. Đấy. Và nếu mà mức tổng kết mà nó rơi vào tầm khoảng 200 triệu thì sẽ được tặng một bộ ấm chén, một cốc và một mũ luôn. Đấy. Thì thực ra là em cũng phải chia sẻ một chút, đó là mình phải phân ra các định mức như vậy, bởi vì là có những khách rất là thân quen, ủng hộ rất là nhiều, nhưng có những khách thì cũng chỉ mua một lần thôi, hoặc là có những khách mà có khi là mua một đơn hàng cách đây cả 2 năm rồi nhưng mà không quay lại mua nữa. Và trong danh sách của em thì vẫn tổng hợp là sẽ có 8.000 khách hàng. Thế nên là với điều kiện hiện tại và với cái mức độ mà nhân viên nhà em bây giờ đang có thì sẽ không thể nào gọi điện được đến từng khách hàng một. Thế nên là rất là mong chia sẻ đến bà con, chia sẻ thông điệp này qua thông qua video này. Thì bà con nào xem được thì có thể vui lòng liên hệ lại với bên em theo 3 hình thức. Thứ nhất là có thể nhắn tin qua Facebook là anh đã từng mua hàng của bên em bằng số điện thoại này. Thì bên em sẽ check cái số điện thoại đó vào trong phần mềm và sẽ tổng kết được ra doanh số của khách hàng mua đơn hàng của nhà em từ trước đến nay. Hoặc là cách thứ hai là gọi điện trực tiếp và bên em sẽ check số điện thoại đó vào trong phần mềm giúp khách. Và cách thứ ba đó là mọi người có thể nhắn tin qua Zalo để bên em có thể lấy thông tin và check cái doanh số cho khách hàng. Hoặc là có thể nhắn tin thường qua tin nhắn thường cũng được. Đấy, bởi vì tránh cái hiện tượng là nếu mà thông qua video này mà mọi người gọi điện nhiều quá thì sẽ tắc nghẽn và sẽ có người không gọi điện được. Thế nên là mình có thể ưu tiên là hình thức nhắn tin. Thì bà con có thể nhắn tin, sau đó thì bên em sẽ check và bên em sẽ gọi điện lại xác minh, sau đó thì là bên em sẽ gửi quà. Thì bà con rất là yên tâm là quà thì bên em sẽ gói và đóng hàng cẩn thận và sẽ gửi qua bưu điện về tận nhà cho khách. Và tất cả tiền ship cũng như là tất cả mọi chi phí phát sinh là bên em đã chịu rồi. Thế nên là khách hàng chỉ cần nghe điện thoại của bưu tá và nhận quà giúp em Thúy thôi. Thế là em Thúy đã vui lắm rồi. Và chúc bà con là sang năm mới an khang, thịnh vượng, chăn nuôi gặp nhiều may mắn và sẽ có một bước ngoặt lớn hơn và sẽ có nhiều niềm vui hơn năm nay. Do là trải qua một năm tổng kết thì chúng ta ngồi lại với nhau là cũng thật sự là hơi buồn, do là giá lợn, giá gà năm nay cũng hơi thấp. Thế nhưng mà rất là mong và mình còn niềm tin, mình còn hy vọng và mình chắc chắn cũng như là mình hãy cổ vũ, động lực cho nhau là mình sẽ thành công trong năm tới. Và là rất mong là bà con
tiếp tục đồng hành cùng với em Thúy trên tất cả các kênh truyền thông, YouTube, Facebook, và sắp tới có thể là sẽ thêm một kênh TikTok nữa chẳng hạn. Thế nên là rất là mong chúng ta sẽ còn đi với nhau lâu hơn, bền hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.